chết rồi. Cút à! Trời trời đất ơi, cái thằng này. Thằng nào? Căng thẳng muốn chết luôn còn hù nữa. Hù gì, ta ra ta qua ta vui vẻ, niềm vui phơi phới, ta qua ta cút hà, tự cái chửi người ta. Không có chửi, tại lúc này chị cũng hơi căng, thông cảm. Lúc nào chị cũng căng, không bao giờ em thấy mà lúc nào mà chị cũng căng. Có đâu, tại giờ thời điểm này thiệt, thôi. Tôi không hiểu sao chị tám tôi nói thiệt nha, tôi không hiểu sao mà anh tám mê chị. Bạn gái mặc bảo đen trời. Lúc này nhiều thứ căng thẳng quá cho nên đầu óc vậy đó, hay cọc vậy đó. Ôi lúc nào bà cũng cọc á bà ơi. Mà bữa nay làm gì cọc nhiều hơn vậy? Phải, để nói em nghe nè, trời ơi, bữa vợ chồng chị á coi như là về quê nè. Ta nói đủ thứ chuyện, vừa mới lên là em qua đó. Ta nói chị không hiểu làm sao nha. Thời điểm này đụng vô cái gì là hư bột hư đường cái đó à. Đây nè, chị cho em coi nè. Đó, ha. Nuôi gà thì gà chết, nuôi heo thì heo bệnh. Mà chị nói thiệt với em chứ hả? Mấy tháng nay á, bản thân chị nè, ra vô trong bệnh viện tôi nói như cơm bữa vậy đó. Trời đất ơi, cái gì mà xui dữ vậy trời, đi vô bệnh viện luôn hả? Ừ. Bị cái gì? Tôi nói hết bệnh này tới bệnh kia cứ lặt vặt hoài à. Có bệnh nào nặng không? Chưa có thấy cái nào nặng hết trơn á. Vậy là còn hơn đó. Mà dạo này xui lắm hay sao? Xui dữ lắm, đụng vô cái gì là hư bột hư đường hết trơn à. Bởi tôi nói rồi, tôi nói với anh Tám rồi, cái mặt của bà hãm tài. Cái gì vậy trời, người ta lấy nhau bao nhiêu năm rồi chỉ có mấy tháng này nè là bị thôi. Thì tôi đã nói với ảnh là mấy tháng này tôi nói cái mặt bà hãm tài. Tôi nói với ảnh là về coi lại vợ của anh nha, mặt đang rất là hãm tài, ông chửi tôi đó bà. Đó hả? Bây giờ chị rối ren quá đó, giờ xui nó ập. Hơn cho chị là cái đứa em của chị hỉ xả bỏ hết những cái lời chị chửi. Hơn cho chị là em của chị biết địa chỉ của ông ba. Hơn cho chị là em của chị là người được ông thầy ba rất là tin, tới là gặp, tới là gặp. Mà cũng hên cho chị, hôm nay em với má em mới về lộn, em rảnh em đi. Bây giờ là em còn giữ địa chỉ của ổng, rồi em dắt chị đi đúng không? Trời ơi, em gặp hằng ngày. Trời ơi, hay quá à. Thôi giờ dắt chị đi liền đi. Đi đi liền. Vô rửa mặt cho tỉnh táo. Ê, khoan, không. Không đi liền được, từ từ đi. Bây giờ là trước tiên là chị chạy ra chợ, chị mua bông, xong rồi chị mua trái cây. À, em cúng rồi, em chỉ chị đi. Bây giờ mình mua cái gì nè? Giờ mình mua cái gì để cúng? Bà mua bà tự cúng luôn đi. Ủa sao vậy? Trời đất ơi, để tới nhờ thầy đi mua đồ cúng. Nhờ thầy cúng là mới để thầy mua chứ bà cùng bà mua bà tự cúng đi. À, là nhờ thầy mua hả? Chỉ việc tới đó thôi, mang cái mặt tới đó thôi, vô rửa mặt cho tỉnh táo đi, tôi chở đi. Sẵn lấy mượn kem chống nắng luôn nha. Ờ, chờ chút nha. Lẹ. Đi. Vô. Cút hà. Dạ chào thầy. Cút hà. Ủa ai vậy? Trời đất ơi, em nè. Em 10. Ủa 10 đó hả? Dạ. Thầy không biết thôi, mời hù lại đi. Hù lại đi. Vô đây, vô đây. Cút hà. Hết hồn. Đó, vậy mới vui. Thầy thương em lắm. Dạ. Chào thầy. Thầy cũng chào tụi con. Hôm qua em gọi cho anh đó, em nói là bữa nay em... Mười ơi, hả? Cái chỗ này chỗ tôn nghiêm. Đừng có xưng anh em, người ta nhìn vô ta tưởng thầy chứ gái nữa. Ủa vậy chứ giờ xưng hô làm sao hả thầy? À, xưng thầy với con được rồi. Dạ. Thầy. Giống như trong trường học vậy đó. Thầy, hôm qua con có gọi cho thầy đó. Hả? Con nói là ngày hôm nay con qua con nhờ thầy giúp giùm cho nhỏ chị bạn gì của con nè. Dạ. Chị em trong xóm. Thầy. Giúp giùm nữ này đi phải không? Dạ, đó, dạ, hôm thầy. Qua con nói rồi. Nữ này bước chân vô là thầy nhìn hình thầy biết rồi. Sao thầy? Nữ đang bị ma ám đó. Dần mây đen bao phủ. Từ đầu năm tới giờ những năm kế tiếp cũng vậy á, là bị xui rủi, bị coi như là bị tam tai dịch bệnh. Coi như 10 năm đại hạn, 3 năm tam tai, 2 năm Covid. Trời ơi, y chang luôn. Sao thầy biết hay quá vậy? Trời ơi, không biết vậy mới là thầy chứ trời. Ủa, hay quá rồi, sao nữa thầy? Nhưng sao? Mà thầy xin phép, tại thầy phải đi gặp bề trên rồi. Ủa? Bây giờ phải ra sân bay để đi gặp bề trên. Hôm qua hứa với em là nay giúp cho nhỏ em của em mà. Trời ơi, nhưng mà cái chuyện của thầy quan trọng hơn. Tại bề trên nói thầy biết bao nhiêu năm nay, thầy giúp biết bao nhiêu người. Cái vận hạn, vận xui thầy bỏ hết. Thầy mang phước lành tới người ta. Cho nên bề trên kêu thầy về núi, gặp bề trên để tạo ân điển cho thầy. Gì vậy?
Thầy, thầy không cần tiền, cất đi, cất đi. Từ từ. Biết là thầy không có cần tiền, nhưng mà cái này á là lòng thành gửi cho thầy thôi. Thầy, cái này á là lòng thành của nhỏ bạn nó gửi cho thầy. Mong thầy giúp giùm cho nó chứ đời nó khổ quá rồi. Dạ, dạ. Chẳng bèn tới nơi luôn. Thầy cũng muốn giúp người lắm chứ, nếu mà thầy giúp nữ ở đây á thì bề trên này quở thầy. Thầy đâu, không dám đâu. Bây giờ thầy giúp cho nó, cái phước của thầy tăng nữa. Nếu tăng ở đây thì lỗi với bề trên. Đâu, mình xin bề trên giúp một chút thôi. Không không, cầm tiền lại đi. Thầy giúp người không phải là vì tiền, nhưng phải đi gặp bề trên. Còn cái vận hạn của nữ thì thầy coi giúp được. Nữ xui lắm đó. Bây giờ thầy coi giúp con đi thầy. Thầy coi giúp giùm con đi thầy. Mấy tháng nay con khổ sở luôn á thầy. Còn thầy có nỗi khổ của thầy, thầy đặt vé máy bay hết rồi. Vé máy bay của thầy bên này trả cho dạ, thầy dạ, giúp để, là để, được để rồi. Để con trả, để con trả bao nhiêu vậy thầy? Thầy ở đây á là thầy gặp bề trên á là ở núi Ba Chúc lận. Núi Cấm gần đây. Gần nhưng mà thầy phải đi ra Móng Cái, ra ngoài Hà Nội, lên tới Móng Cái. Dạ. Để thầy lấy cái tinh hoa của miền Bắc á, cái tinh khí á, khí trời đó. Rồi bắt đầu mới ghé ở Huế lấy tinh khí trời miền Trung. Xong rồi xuôi á, thầy mới về Cà Mau. Cà Mau lấy tinh khí trời ở miền Nam, ở Cà Mau, ở mũi Cà Mau. Xong xuôi là thầy mới về lại đây, là thầy mới lên núi Ba Chúc. Dạ, là thầy dạ, đi dạ. Giáp vòng luôn á thầy. Coi dạ. Như ba chuyến bay. Dạ dạ, nhưng mà là bao nhiêu tiền vé máy bay của thầy ạ? Tại thầy đi máy bay kia thầy đi cũng được, thầy hay bị ối, thầy phải đi Việt Nam Airlines. Coi như là chuyến 4 triệu à, ba chuyến 12 triệu. Trời sao mắc dữ vậy? Dạ thầy ơi, cái miệng của nó như vậy đó nhưng mà cái tâm nó tốt. Thôi để thầy đi ha. Thầy từ giải quyết đi. Mười hai triệu mà giải quyết được cuộc đời của ba. Cái đó là tiền vé máy bay thôi đó. Giải quyết được cuộc đời hả? Chưa, tiền vé máy bay thôi, còn tiền cúng đó. Dạ cúng khoảng nhiêu thầy? Tại vì người âm á, mình xuống dưới á, mình phải nói chuyện thương lượng với người ta. Thí dụ ở trên Trần gian mình á, còn có chính quyền, còn có người này người kia. Dạ đúng rồi đó, thành ra sợ là không dám, còn dưới người âm á, không ai coi hết. Dạ. Thành ra lo lót cho ngu đầu mã diện, rồi lo lót cho mấy con ma cũ này nè. 8 triệu nữa. Trời ơi, 20. 8 triệu, 20 rẻ rồi. Hôm bữa là thầy cúng cho tôi bằng 15 triệu đó, của bà chỉ cúng có 8 triệu thôi, cộng thêm 12 triệu tiền vé máy bay thầy mua sẵn giờ là 20 triệu rẻ rồi. Đừng có ép người ta, dạ. Người ta, thầy còn đi công việc con của thầy. Con không có ép bạn nhưng con. Nhưng mà thấy nữ đây sắp chết rồi đó. Thiệt. Sắp chết luôn hả thầy? Cái dần án mây đen mắt mà nữ coi như cái thần sắc không còn nữa. Nữ có phải những năm sau này á, nữ ăn nhiều lắm phải không? Ăn dạ xong, đúng rồi thầy. Ăn xong không chịu là không muốn làm, tự nhiên là biến cái muốn ngủ phải không? Rồi ngủ thức dậy ăn nữa. Đúng rồi, lúc này ăn với ngủ không à thầy. Bà cãi nữa đi. Mày... Bà ăn riết mà cái đùi của bà bằng cái mình của tôi vậy đây nè. Mấy con ma này là mấy con ma. Nói không được. Tự nhiên trong nhà nữ thì không có ma, mà tại sao ma đâu nó lởn vởn ở một cái mảnh đất nào đó. Một cái mảnh đất mới ma xuất vật không. Toàn là ma chó, ma mèo, ma trâu, rồi ma gà, ma vịt. Bây giờ nuôi con nào chết con đó, nuôi con nào chết con đó. Trời ơi đúng quá thầy ơi, ổng mới mua miếng đất. Trời ơi mà con nói chứ ổng tự nhiên đi mua miếng đất xong rồi đi vay ngân hàng. Xong rồi đúng ngay cái đợt dịch đó rồi không có bán được. Rồi đất thì ổng bán được xong rồi hả? Suốt đời bán không được luôn. Dạ mà lãi ngân hàng cứ phải trả, bây giờ đang khổ sở lắm đó thầy. Dạ, thôi bây giờ tùy nữ à. Chứ thầy phải ra phi trường, phải đi lẹ gặp bài trên thôi, thầy bài trên quở. Dạ, thầy ơi. Dạ. Ê, quên, trước khi đi phải nhớ chứ, quên. Ôi trời đất ơi. Thầy lúc chụp hộ chiếu là không có tóc. Dạ, thầy ơi. Bà điên hả bà nội, bây giờ cái lo cái chuyện tóc tai của thầy làm cái gì? Bây giờ bà giải quyết đi, bây giờ 12 triệu cộng 8 triệu tiền cúng bà tiếc đúng không? Bà tiếc cái tiền cúng đúng không? Bà giữ cái tiền đó bà lo đám cho bà nghe chưa? Không. Tụi nghe cũng sợ quá. Giờ sao giờ? Bây giờ bà chịu không? Chịu nhớ liền. Trời ơi thầy ơi, đợi con nó dạ, chịu dạ. Rồi. Đứng ở đây chuẩn bị dạ, tiền dạ, lẻ dạ, lên dạ, thầy ơi. Chờ tụi con thầy ơi. Alo. Anh biết rồi. Trời ơi em ơi, ai không biết. Để mình trả chậm là nó bị nhảy nợ xấu. Nhưng bây giờ đất anh bán không ra mà nó tranh chấp đó, nó đâu có bán được đâu. Nó trả rồi mà. Thì đó thôi, để vài bữa nha. Anh hứa mà anh xoay rồi anh chuyển cái tài khoản cho ngân hàng trừ. Rồi vậy nha. Thông cảm. Gì vậy chồng? Có chuyện gì mà căng thẳng dữ vậy?
Nè, uống miếng nước đi. Trời ơi, cái gì vậy? Hết hồn. Nóng vậy? Mới pha mà. Trời, sao không nói nước nóng? Sao không thổi? Tâm trạng còn thổi gì nữa? Nó đụng tâm lâm chuyện xuống vậy trời. Sao vậy? Có sao không? Không mỏ luôn á. Sao gì? Thì bình trà mới pha, nó phải nóng chứ. Mình dễ sợ. Sao đất vậy? Bây giờ bán không có được. Miếng đất hôm bữa mua đó, nó tranh chấp. Ủa gì kỳ đâu vậy? Đâu có làm được sổ đâu mà ra. Mà ngân hàng thì dí, vẫn mới lấy tiền đâu mà trả lãi cho ngân hàng nữa. Ủa em thấy lúc này á, anh buôn bán đất được lắm mà. Sao tự nhiên cái miếng này bị kẹt vậy? Thì ai biết đâu, thì đến cái lúc mình thấy rẻ quá đó, có lẽ là mình ham rẻ rồi mình mua, đâu có ngờ là cái nguồn gốc nó phức tạp vậy đâu. Rồi giờ bán đất không được đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em nói anh nghe nè, cái miếng đất đó đó, bữa mà anh đi đi mua đó, là anh nhớ lại coi nó có cái gì, nó có cái điềm báo hay là cái xui gì không hả? Có cái gì xảy ra không? Em nói vậy là sao? Điềm báo xui gì? Giống như là thì ham rẻ rồi mua không có chịu tìm hiểu kỹ nguồn gốc, giờ bán không được thôi. Cái xui gì? Không phải, nhớ lại coi cái bữa mà đi mua đó, không có cái chuyện gì xảy ra với anh không? Thì có chuyện đang gì? Chạy có con hẻm, có con chó mực nó băng qua rồi thắng cái lớp bánh xém té vậy thôi. Đúng rồi. Đúng gì? Vậy là ông thầy nói đúng rồi. Thầy nào? Ông thầy. Liên quan gì tới ông thầy nào đây? Anh cố gắng đi, hết ngày hôm nay là anh sẽ bán được đất, tin em đi. Bà rảnh lắm. Mấy tháng rồi bán không được, bà kêu một ngày bán được. Ngày mai bán được thiệt mà, ông thầy nói như vậy. Bà bị cái gì vậy? Cái gì bình thường mà. Đầu bà đâu có bị ấm đâu. Không. Uống miếng nước nóng cho tỉnh đi. Em nói thiệt mà, ông thầy ông đã nói rồi, ông nói đâu ra đó ông nói chứ hả? Rồi ha, cúng giải ha, coi như là ngày mai xui rủi nó sẽ qua hết và ngày mai sẽ bán được. Trời tươi mới. Tôi không biết tôi cưới vợ này hồi nào mà giờ nó đổi tính đổi nết dễ sợ luôn á. Sao vậy? Ủa em mê tính dị đoan từ hồi nào vậy? Em bùa mê thuốc lú hồi nào vậy? Năm bây giờ năm mấy rồi? Thời buổi nào rồi mà em còn tin cái chuyện bói toán đó? Mình mua đất mình bán không được là do mình làm ăn mình không có kỹ càng. Anh đã phân tích rồi, thấy không? Trong 10 cuộc làm ăn thế nào cũng có một cuộc là mình sơ sót, mình sơ sẩy mà mình thua. Thua thì phải chung, vậy thôi. Không phải đâu, em đã nói với anh rồi. Anh cũng biết tính em xưa giờ không mê tính mà. Nhưng mà mình phải tin. Tại vì cái khoảng thời gian này tự nhiên cái xui xẻo nó tới với mình hoài à. Thì mình phải coi lại như thế nào mà không ngờ thằng Mười nó dắt em đi gặp ông thầy, coi cho em ta nói đúng, đúng toàn bộ luôn. Mà ổng giúp là mình cúng giải hạn, coi như là bây giờ là cái hơn nó sẽ tới với mình, anh hiểu không? Đi tới cúng thầy. Cúng thầy. Thỉnh thầy cúng thầy. Đó. Trời ơi em nặng quá rồi. Em làm cái gì vậy? Ủa sao vậy? Trời ơi, ba cái chuyện bói toán đó, sao em lậm vô vậy? Không có là anh đừng có nói vậy, đừng có nói lậm này lậm kia. Thầy biết thầy giận đó. Trời ơi, thầy biết thầy giận nữa hả? Thầy giận là thầy quở mình luôn đó. Trời ơi, tin thầy như tin thánh luôn hả? Thiệt. Rồi có đưa thầy cái gì chưa? Trời ơi, cúng rồi. Em đưa cho thầy 20 triệu để cúng rồi. Anh thấy không? 20 triệu đó. Đưa 20 triệu cho thầy. Dạ. Trời đất mụ nội ơi. Tiền trả ngân hàng không trả. Cầm 20 triệu đó cúng cho ông thầy. Sao vậy? Rồi ông thầy có giúp mình trả tiền ngân hàng được không? Nhưng mà... Trời ơi. Nhưng mà thầy cúng thì bây giờ cái hên nó sẽ tới. Trời hiểu không? Không cần đóng ngân hàng nữa. Họ không cần. Cái hên sẽ tới. Được lâu chưa? Mới mấy ngày nè. Mới mấy ngày. Thầy nào? Ông thầy... Thầy ba. Thầy ba? Thằng Mười nó dắt em đi nè. Ông thầy ba đó. Thầy ba sao? Ở đâu? Ở ngoài xóm trên nè, đi lên đây một chút nè. Dân dạng sao kể nghe. Nhìn ổng ha, hơi lớn tuổi nè. Hói. Hơi lớn tuổi. Đúng rồi. Hói. Hói.
mặt này phải không? Ủa sao anh biết ổng? Anh quen ổng luôn hả? Quen cái đầu à. Để là vô coi cái đường link đi. Công an tóm cổ ổng rồi. Mê tín dị đoan, bói toán, buôn bán chất ma túy, vi phạm pháp luật. Chết rồi mà nói giờ sao đây? Đó, ai dẫn bà đi? Thằng Mười. Thằng Mười kêu đi. Thằng Mười dẫn bà đi. Thằng Mười. Chết rồi. Thằng Mười. Đó. Để em gọi cho nó. Đó, nó dẫn bà đi đó. Đó. Cái thằng này. Giờ kiếm nó kêu nó đưa lại 20 triệu đi. Nó tắt máy rồi anh ơi. Tắt máy phải rồi. Trốn luôn rồi. Vô núi ở luôn rồi. Trời chết rồi. Ôi dại ơi là dại.